nhiều ngày 31 tháng 7, công an thành phố Hà Nội cho biết, công an quận Hoàng Kim, Hà Nội vừa bắt giữ nghi phạm Trịnh Văn Hùng, 62 tuổi, trú tại quận Hoàng Kim, để điều tra về hành vi dùng dao gây thương tích cho người khác. Theo công an, khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, công an quận Hoàng Kim nhận được tin báo người đàn ông bị một nghi phạm dùng dao chém trọng thương tại khu vực vỉa hè số 162 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ. Đội cảnh sát hình sự công an quận Hoàng Kiếm đã phối hợp với công an phường Lý Thái Tổ và các lực lượng phong tỏa hiện trường thu thập tài liệu chứng cứ. Các chiến sĩ công an nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phối hợp cùng người dân truy bắt nghi phạm. Bước đầu công an xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân. Hiện công an quận Hoàng Kiếm đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. <laughs>